Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5. Thưa quý vị, Hoàng Vy đang thưa dở về cái bản kết luận của ông công tố viên đặc biệt Robert Hur đối với Tổng thống Joe Biden. Mới nghe qua cái phần nhận định cuối cùng là không truy tố đương kim Tổng thống thì gần như tòa Bạch Ốc cảm thấy rất là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà sau đó trong cái bản báo cáo dài 345 trang đọc từng chi tiết vô thì người ta mới nhìn thấy là đây là một cái cú gián phải nói là khá là ảnh hưởng đối với vấn đề về chính trị ý nghĩa về chính trị trong cái cuộc tranh cử của ông Biden trong thời gian sắp tới nhưng mà xin lưu ý với quý vị rằng là cái thời điểm mà ông Merrick Garland vào hôm thứ tư ông Bộ trưởng Tư pháp nói rằng là OK cuộc điều tra đã gói ghém xong rồi đã có bản báo cáo xong rồi chúng tôi chuyển qua cho tòa bạch ốc xem trước rồi sẽ chuyển qua cho quốc hội và người dân sẽ được quyền đọc chi tiết thì sau đó tòa bạch ốc có thông báo vào ngày thứ năm và nói rằng chúng tôi xong cái phần review rồi đó nhưng mà để bảo đảm cái tính minh bạch như ông biden đã nhiều lần nói ông ấy hoàn toàn hợp tác với bên điều tra và sẽ không có che giấu bất kỳ điều gì hết thì chúng tôi sẽ cung cấp công bố toàn bộ không có che chắn bất cứ một chi tiết nào. Về cái điều này thưa quý vị thì chắc quý vị còn nhớ là cái cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert her về chuyện là có hay không Nga can thiệp vào cái cuộc bầu cử của Mỹ và thông qua cái chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump. Ông Robert Mueller cũng mất một thời gian dài để điều tra và sau đó đã đưa ra một cái bản báo cáo cũng mấy trăm trang. Nhưng Bộ trưởng Tư pháp thời bấy giờ là ông Bill Barr đã che chắn bôi đen những cái đoạn mà cho là không có lợi cho bên phía ông Trump lúc đó là đương kim tổng thống thưa quý vị. Còn ở đăng này tòa Bạch Ốc đã không che chắn bất cứ gì hết cho nên người dân Mỹ phải nói là đọc những cái chi tiết vô cùng là awkward, rất là vụng về và rất là không có lợi cho hình ảnh của ông joe biden một lần nữa là nếu như ông già tổng thống này mà có ra trước bồi thẩm đoàn thì bồi thẩm đoàn cũng không nỡ kết tội là bởi vì ông là một người già và suy giảm về trí nhớ không nhớ thậm chí đến mức độ mà ngày mất của con trai của mình chính vì điều này mà ông biden phải nói rất là xúc động trong cái phiên họp báo vào ngày hôm thứ năm nhưng mà khi mà tổ chức họp báo để mà bảo vệ mình thưa quý vị để mà bảo vệ mình thì ông joe biden lại một lần nữa lại nhầm lẫn tiếp là khi ông nói về cái căng thẳng ở trung đông ông nói rằng tổng thống của mexico đã không có cởi mở trong cái việc mở ra biên giới để mà chuyển hàng nhân đạo vào giải gaza nhưng mà thay vì là phải là ai cập thì ông lại nhầm lẫn sang là tổng thống mexico chuyện ông Biden nhầm lẫn chúng ta không lạ. Chuyện ông Biden vấp váp đi tới đi lui, té lên té xuống, chúng ta cũng không lạ. Nhưng mà nhiều người mới đặt ra cái câu hỏi thưa quý vị là ông Donald Trump, ứng cử viên đang tranh cử với lại ông Joe Biden và nhiều lần cũng chỉ trích là ông Biden đã lú lẫn, nhưng mà thực sự ông Trump có trẻ hơn bao nhiêu đâu. Ông Biden năm nay 80 81 tuổi và ông Biden, ông Trump đã 78 tuổi, nói về chuyện lầm lẫn. Tờ Forbes đã thống kê trong năm 2023, ông Trump 7 lần nhầm lẫn với nhân vật mà ông đã từng tranh cử năm 2016 là Barack Obama, chứ không phải là... Uh, năm 2020 xin lỗi quý vị là Barack Obama chứ không phải là Joe Biden. Rồi chính ông Trump trong những cái cuộc rally gặp gỡ cử tri thời gian gần đây, thì ông cũng nhầm lẫn bà Nikki Haley với lại bà Nancy Pelosi. Quý vị nhớ cái câu chuyện là ông đi đến Iowa và ông chỉ trích Nikki Haley tại sao còn là không có nghe theo cái việc mà điều động vệ binh quốc gia của ông để mà bảo vệ an ninh cho quốc hội vào cái ngày 6 tháng Giêng. Nikki Haley là ứng cử viên bên phía Cộng hòa ngay lập tức đã lên và chỉ trích tận dụng cơ hội này và nói Ôi ông Trump ơi, tôi có phải là chủ tịch Hạ viện đâu, ngày hôm đó tôi thậm chí còn không ở DC cơ mà. Và đó là những cái lần mà ông Trump thường xuyên nhầm lẫn thưa quý vị. Hay trong cái phiên tòa cô ký giả Jean Carroll kiện ông Trump về tội tấn công về tình dục những năm 1990 trong một cái buổi ông ra làm chứng. Bên phía luật sư của Jean Carroll đã đưa ra một tấm ảnh đó không phải là bà Jean Carroll, mà chính là người vợ cũ của ông là Mala Marbles. Ông đã nhầm lẫn giữa Jean Carroll và người vợ cũ của mình, thưa quý vị. Và nhiều người nói rằng như vậy thì cái sự nhầm lẫn giữa ông Trump và ông Biden là giống nhau. Như vậy thì giữa một bên là ông Biden nhầm lẫn và hay nhầm tên tuổi và tuổi đã cao. Và ông Donald Trump cũng tuổi đã cao, cũng có những cái sự nhầm lẫn và kéo theo là những cái rắc rối về pháp lý rất là nhiều. Đặc biệt là trong cái câu chuyện bạo loạn quốc hội ngày 6 tháng Giêng. Vậy thì America và cử tri Mỹ, quý vị chọn ai? chắc chắn là mỗi người sẽ có một cái quan điểm chính trị của mình và sẽ sử dụng lá phiếu của mình trong cái kỳ bầu cử ngày 5 tháng 11 sắp tới. Nhưng nói gì thì nói, với cái bản công bố của Robert her nhiều người thì cho rằng nó không có ảnh hưởng đến cục diện bầu cử gì hết bởi vì nó không nói gì lạ hết, người dân Mỹ đều biết là ông Biden già và lẫm cẩm. Nhưng chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái cuộc bầu cử năm nay thưa quý vị. Và rõ ràng là NBC News là một trong những cái đài truyền thông mà ông Trump thường cho là đài thổ tả đó và đưa ra những cái thông tin có lợi cho bên phía dân chủ. Chính NBC News trong ngày hôm thứ Năm cũng đưa ra một cái bản khảo sát và cho là 70% những người được hỏi họ cảm thấy e ngại với cái chuyện tuổi tác của đương kim tổng thống Joe Biden. Nhưng mà Robert Herr, một lần nữa Robert Herr, có cần thiết để ông công tố viên đặc biệt này sau cái cuộc điều tra 15 tháng thay vì ông đi đến kết luận không truy tố và ông đưa ra những cái bằng chứng có cần phải đưa thêm những cái định nhận định by the way đây là những gì tôi quan sát về ông Joe Biden là già và suy giảm trí nhớ. Đó là câu hỏi mà nhiều chuyên gia về luật đặt ra thưa quý vị. Bởi vì họ nhớ lại vào năm 2016, bà Hillary Clinton cũng bị ông giám đốc FBI là ông James Comer điều tra những cái câu chuyện về giải quyết lưu trữ những cái tài liệu mật cũng không có hợp lý như thế này và sau một cái thời gian điều tra James Comer cũng đi đến kết luận là bà Hillary Clinton rất đáng bị lên án trong cái chuyện mà lưu trữ những cái tài liệu mật nhưng mà sẽ không có truy tố bà Clinton, người ta tóm tắt vỏn vẹn như vậy, không có đưa ra thêm những cái nhận định cá nhân nào là bà Hillary Clinton tính cách thế này hay suy giảm trí nhớ thế nọ hay là quá là đanh đá sắc sảo, không có những cái dòng nhận định cá nhân như vậy. Và đó chính là cái điểm mà bà phó tổng thống Kamala Harris cũng như những luật sư đã chỉ trích ông Robert Hur rất là nhiều thưa quý vị. Robert Hur vốn là một công tố viên do ông Trump bổ nhiệm. Và sau đó khi mà ông Biden đắc cử, Robert Hur đã từ nhiệm theo đúng cái thông lệ là bất kỳ một tổng thống nào mà mới mà lên thay thì cái dàn công tố sẽ phải tự nguyện và từ chức. Và sau đó Merrick Garland, Bộ trưởng Tư pháp đã chỉ định ông Robert Hur là công tố viên đặc biệt để điều tra ông Biden. Vấn đề là từ ngày hôm thứ năm cho đến ngày hôm thứ sáu, mọi người những cái chuyên gia về luật rồi những cái nhân vật mà quan tâm đến tình hình về bầu cử, họ chỉ trích là ông Biden à xin lỗi, ông Robert Her đã vượt quá lằn ranh mà đưa ra kết luận không cần thiết của một công tố viên đặc biệt nhưng mà họ bắt đầu nhìn xa hơn, nhân vật mà lẽ ra phải bị trách cứ nhiều theo những cái tiếng nói mà trong suốt hai ngày vừa qua đó là ông Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland. Ông Merrick Garland có vẻ như ông chỉ định một công tố viên cộng hòa để mà điều tra và đưa ra bản kết luận này, ông muốn gửi cái thông điệp đến cho cử tri Mỹ nói rằng tôi là tôi chí công vô tư và ông muốn có cái credit đó. Nhưng bên phía dân chủ họ nói là ông Gallen đã sai cái việc mà ông chỉ định một công tố viên Cộng Hòa như thế này như ông Robert Hur như vậy nó không giúp ích được gì hết nó chỉ làm cho cái cuộc bầu cử của Mỹ đó vốn đã có nhiều kịch tính và drama và bây giờ nó lại càng thêm drama mà thôi thì đó cũng là một nhận định chúng tôi gửi đến hết quý vị những cái nhận định khác nhau trong một cái nhìn đa chiều và và nữa nhiều người cho rằng Robert Hur có lẽ là cũng sợ rằng nếu mình đưa ra cái kết luận không truy tố ông Biden thì chắc chắn là dàn đồng minh và bản thân cựu tổng thống Donald Trump sẽ nhảy dựng lên và cho là đây là những quyết định nó mang tính chất là thiên vị tại sao mà cũng là hồ sơ mật nhưng mà truy tố ông Trump mà không truy tố ông Biden Chính trong cái bản báo cáo dài 345 trang, Robert Hur đã chỉ ra rất là khác biệt giữa hai cái hồ sơ này khi mà ông Biden đã tự nguyện hợp tác với bên phía điều tra, còn ông Trump đã dằn giữa, dằn co rất nhiều lần gần 18 tháng trời với lại cơ quan lưu trữ quốc gia và bộ tư pháp trong những trang tài liệu mật này thưa quý vị. Thì cho nên là họ nghĩ rằng Robert Hur muốn tránh cái sự nhạy cảm đó cho nên phát thảo chấm phá vô bức tranh một vài cái chi tiết rất là tiêu cực về hình ảnh của ông đương kim tổng thống để làm cho vẻ nó nhẹ bớt cái kết luận cuối cùng là không truy tố ông để tránh những cái rắc rối. Hay có thể Robert Hur muốn tránh cái tì vết của ông David Wise một công tố viên đặc biệt cũng do ông Trump bổ nhiệm và được giao để điều tra ông Hunter Biden là con trai của đương kim tổng thống. Và lẽ ra, quý vị đã biết David White có cái thỏa thuận với Hunter là nhận tội về thuế thì sẽ được miễn truy tố về súng. Nhưng mà trước những cái áp lực của ông Trump cũng như những đồng minh của ông cho là cái này là sweet deal quá, thiên vị quá. David White đã đẩy cái mức độ truy tố cao hơn, truy tố Hunter về tội thuế ở LA, ở Los Angeles và truy tố Hunter tội về súng ở Delaware. Và có vẻ như Robert Her muốn tránh cái tì vết này cho nên đưa ra một cái bản báo cáo như chúng tôi vừa nói với quý vị đã gây ra rất nhiều những cái sự tranh cãi ở trong nước Mỹ trong suốt cái ngày thứ năm và thứ sáu vừa qua. Và nhân nói về cựu tổng thống Donald Trump, những cái rắc rối của ông có vẻ như từ cũng từ cái vụ mà hồ sơ mật này của ông Biden thưa quý vị thì nhiều người cho rằng á, cái hồ sơ mật của Malago của ông ở Malago, những đồng minh của ông bắt đầu có những cái sự than phiền và cả những cái sự dị nghị cộng thêm những cái phán quyết gần đây của bà chánh án Island Cannon cũng một người do ông Trump bổ nhiệm mới toanh ngồi vào ghế chánh án năm 2020 đưa ra những cái quyết định hết sức là thiên vị đối với ông Trump. Chẳng hạn như vào chiều tối ngày thứ Năm, công tố viên đặc biệt Jack Smith vừa mới gửi đơn ra tòa xin tòa rút lại cái quyết định đã đưa ra trong tuần này mà họ cho là nó không có đúng. Bởi vì tòa kháng án số 11 đã từng cho phía bộ tư pháp được cái quyền là siêu lại những cái thông tin mà nhạy cảm trong cái tiến, tình, tiến trình tố tụng này chẳng hạn là những nhân chứng tên tuổi của nhân chứng phải được niêm phong bởi vì họ sợ là nếu như mà công bố tên tuổi của nhân chứng thì sẽ bị phía ông trump tấn công thậm chí là đe dọa. Và rõ ràng bên phía FBI vào ngày hôm thứ Ba họ công bố họ đang điều tra những cái lời đe dọa trên mạng xã hội nhắm đến một số cái nhân vật là nhân chứng trong cái hồ sơ Malago. Vì cái lý lẽ đó mà vào tối ngày thứ Năm, công tố viên đặc biệt Jack Smith yêu cầu bà chánh án Island Cannon hãy rút lại cái phán quyết bà đưa ra vào tuần này, có nghĩa là công bố sạch ráo tên tuổi của các nhân chứng. Jack Smith nói rằng bên phía nhân chứng đã than phiền với công tố nếu như thực sự điều này xảy ra, họ sẽ không dám cung cấp cái lời khai nào mà bất lợi và chống lại đối với cựu tổng thống Donald Trump. Đó là cái bước đi thứ nhất. Cũng trong ngày khuya vào ngày thứ năm, phía công tố Jack Smith cũng gửi ra tòa và nói rằng cáo buộc rằng luật sư của ông Trump chơi một cái chiến dịch, một cái chiến lược nó cũ nhưng mà nó vẫn còn hiệu quả đó là delay, delay và delay. Phía Jack Smith nói rằng là bây giờ luật sư của Trump thay vì là ngày 20 tháng 5 này là sẽ có một phiên tòa để mà hai bên gặp nhau để mà xem xét những cái chứng cứ, những cái tiến trình mà giải quyết những cái hồ sơ rồi hai bên sẽ cung cấp cho nhau tài liệu như thế nào trong cái phiên tòa xét xử thì bây giờ luật sư của ông Trump lại nại ra tiếp là nói với tòa là ô bên công tố mới cung cấp cho chúng tôi tới 2.100 trang tài liệu và bằng chứng và bây giờ chúng tôi cần cái thời gian để process nó để mà xem xét nó cho nên chúng tôi cần phải delay Jack Smith rất là giận dữ trong cái hồ sơ gửi ra tòa vào tối thứ năm và nói là bên phía luật sư của Trump đã nói không có đúng và hoàn toàn cái câu chuyện này là bởi vì 2.100 trang này là bên phía ông Trump đã tiếp cận ngay từ cả khi ông Jack Smith trước khi quyết định là truy tố. Và cái việc 2.100 trang này không phải do công tố tự nguyện cung cấp cho bên bào chữa, mà chính luật sư của ông Trump đã đề nghị phải cung cấp 2.100 trang tài liệu đó, rồi bây giờ nại ra với tòa là cần phải có thêm thời gian xem xét. Cho nên nó kéo dài, nó delay những cái tiến trình xét xử như thế này. Và chính vì những cái câu chuyện đó, chúng tôi đã từng gửi đến quý vị một cái bức tranh những cái vụ truy tố khác nhau. Và đến bây giờ, người ta cảm thấy rằng những cái chuyện truy tố của ông trump nó giống như là một trò đùa thưa quý vị bởi vì nó không có make a move nó không có đi được nó không có đi đến được vì yếu tố chủ quan và cả vì yếu tố khách quan ở cái hồ sơ đảo ngược kết quả bầu cử và bạo loạn 6 tháng giêng, bà chánh án Tanya Chakin cũng có những cái thái độ rất là nghiêm khắc trong cái câu chuyện này. Nhưng mà cái hồ sơ cũng bị delay là bởi vì tòa kháng án đang chần chừ để đưa ra cái kết luận là liệu ông Trump có được miễn quyền truy tố hay không. Cho nên phiên tòa lẽ ra là ngày 5 tháng 3 mà bây giờ cũng phải biết cũng phải tạm dừng nhưng mà không biết đến khi nào mới có thể diễn ra thưa quý vị. Và cuối cùng, trong tất cả những cái vụ truy tố từ tiểu bang cho đến liên bang, từ dân sự cho đến hình sự, thì cuối cùng chỉ còn có một hồ sơ mà có vẻ như nó ít nghiêm túc nhất thưa quý vị và đây cũng là cái điểm mà ông trump chỉ trích và cho là những cái chuyện truy tố của ông ấy, nó thuần mang tính về chính trị động cơ chính trị đó là cái hồ sơ mà hành truy tố ông trump vụ trả tiền tươi để bịt miệng cô đào Stormy daniel thì chỉ có cái hồ sơ này là không bị delay và nó diễn ra đúng với tiến trình mà thôi còn lại tất cả những cái hồ sơ khác đều đã bị delay thưa quý vị. Và ngay cả cái phiên tòa của ông chánh án Egoron mà xét xử cái vụ mà gian lận hồ sơ tài chính lẽ ra ngày 31 tháng Giêng cũng đưa ra kết luận. Nhưng rồi cuối cùng vào phút chót một trong những nhân chứng là giám đốc tài chính Weissenberg cũng tuyên bố rằng những gì tôi khai trên cái bục nhân chứng là tôi nói dối với tòa, khiến cho ông tòa khựng lại và không thể đưa ra phán quyết cuối cùng. Thì đó là những cái bức tranh, những cái chi tiết, những cái mảnh ghép để ghép thành bức tranh là những cái rắc rối pháp lý của cựu tổng thống Donald Trump trong những ngày gần đây. Và Hoàng Vi xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại.